Dưới đây là 12 loại cây cảnh đặc biệt sống tốt nếu để trong nhà và bí kíp chăm sóc từ A đến Z. Các bạn cùng tham khảo nhé. Đặt ở phòng tắm gồm có cây trúc mây phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu, tưới nước 2 đến 3 lần trên tuần. Cây phú quý phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu, tưới nước 2 lần một ngày, ít hơn vào mùa đông. Cây thường xuân cần 4 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày, tưới nước nguồn 2 tháng 3 lần trên tuần, ít hơn vào mùa đông. Đặt ở phòng ngủ gồm có cây lưỡi hổ cần rất ít ánh sáng trực tiếp, tưới nước 1 đến 2 lần trên tháng, ít hơn vào mùa đông. Cây lan ý ánh sáng gián tiếp, tưới nước hàng ngày vào mùa hè và hàng tuần vào mùa đông. Cây lan hồ điệp ánh sáng gián tiếp, tưới nước 2 lần trên tuần vào mùa hè và 1 lần trên tuần vào mùa đông. Đặt ở phòng khách gồm có cây hồng phát tài phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng vừa phải, tưới nước 1 lần trên tuần, ít hơn vào mùa đông. Cây dây nhện ánh sáng gián tiếp, tưới nước 2 đến 3 ngày 1 lần, ít hơn vào mùa đông. Cây xanh ánh sáng gián tiếp, tưới nước vài ngày một lần, giữ ấm vào mùa đông. Đặt ở phòng bếp gồm có cây nha đam ánh sáng trực tiếp, tưới nước 1 đến 2 lần trên tháng, ít hơn vào mùa đông. Cây nhài Madagascar ánh sáng gián tiếp, tưới nước 2 ngày một lần, giữ ấm vào mùa đông. Cây tử linh lan ánh sáng gián tiếp, tưới giữ ấm 2 lần trên ngày. Nếu thấy bổ ích hãy follow mình để xem thêm nhiều video hơn nữa nhé.